niệm đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới chưa từng có cho nền kinh tế trong nước và thế giới. Và đây cũng đang là thách thức về mặt chính sách và khung pháp lý đối với tất cả các quốc gia. Quý vị và các bạn đang theo dõi Nhịp sóng số của Đà Nẵng TV cùng với Trọng Huy và Châu Giang. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Anh Huy này, tài sản số Nga nó cũng hơi lạ lạ anh Huy ha. Không có phải là Bitcoin hay là NFT không? Đúng là thời gian vừa qua chúng ta được nghe khá nhiều về Bitcoin và NFT. Và thực ra thì cũng có thể xem chúng là những tài sản số. Mà có lẽ Châu Giang không biết thôi chứ hiện nay thì cái khái niệm tài sản số cũng đang khá là phổ biến. Tài sản số có thể được hiểu đơn giản là các loại tài sản được thể hiện dưới dạng số hóa và lưu trữ trên các hệ thống máy tính hoặc mạng Internet. Các loại tài sản số bao gồm tài liệu, hình ảnh, video, âm thanh, sách điện tử, phần mềm, tiền mã hóa. Tài sản số có thể được chuyển đổi, sử dụng, lưu trữ và quản lý dễ dàng thông qua thiết bị điện tử và mạng Internet, và có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như là tài chính, bất động sản, giáo dục, y tế, truyền thông, v.v. Anh Huy ơi, khi mà nhắc tới tài sản số thì chúng ta không thể không nhắc tới công nghệ blockchain. Thì anh Huy có thể cho Châu Giang cũng như mọi người biết thêm công nghệ này được không? Tất nhiên là Châu Giang à. Blockchain hiện nay đang là công nghệ thay đổi cả thế giới. Đây là công nghệ chuỗi khối, cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa trên hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp. Blockchain được thiết kế để chống lại việc gian lận, thay đổi của dữ liệu. Có thể hiểu đơn giản là blockchain giúp tạo ra sự tin tưởng giữa hai bên không quen biết nhau bằng cách cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu đối với tài sản số dưới dạng khóa mật mã. Và Châu Giang biết không, hiện nay thì tại thành phố Đà Nẵng thì cũng đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý tài sản số cũng như là phát triển kinh tế số. Trong số các chính sách đặc thù Đà Nẵng mới đề xuất Trung ương gần đây, có việc cho phép thành phố là địa phương được thử nghiệm có kiểm soát qua sử dụng công nghệ blockchain trong quản lý và giao dịch tài sản số trên nền tảng Đà Nẵng Chain. Chính sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển tài sản số, tài chính số, hướng đến hình thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực tại Đà Nẵng, góp phần phát triển kinh tế số, nhằm đạt mục tiêu đóng góp 20% GDP thành phố vào năm 2025 và 30% vào năm 2030. Văn Huy này, tôi đang thấy là công nghệ này nó đang có rất là nhiều triển vọng đó. Nhưng mà có cơ sở pháp lý để ứng dụng cái công nghệ này tại Việt Nam nó vẫn đang gặp nhiều tranh cãi. Anh Huy nghĩ sao? Đúng vậy, đây đang là một thách thức lớn đặt ra cho chúng ta. Thực tế hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia nằm trong top đầu của thế giới về nắm giữ và giao dịch tài sản số. Tuy nhiên, việc chưa có một khung pháp lý chuẩn, thiếu thông tin có thể mang đến nhiều rủi ro cho người nắm giữ tài sản số, thậm chí là cho cả nền kinh tế. Chúng ta không thể phủ nhận được là các blockchain công nghệ đã mang lại lợi ích nào cho mọi người. Tuy nhiên thì cũng có một số vấn đề chưa được giải quyết, ví dụ như là rửa tiền, ví dụ như là lừa đảo tài sản ảo. Chúng ta cần một cái quy định về pháp lý để có thể hạn chế các cái phần bất cập này. Mặc dù chúng ta đã không pháp lý ở bộ mặt nhân sự về việc tài sản là VA và VS, về VA là tài sản số, tuy nhiên cũng có những cái rào cản là những khung pháp lý đó chưa có thực sự là rõ ràng và đi theo những cái khung pháp lý chuẩn của quốc tế. Cho nên là những cái doanh nghiệp ở tại, đặc biệt là những doanh nghiệp thị trường blockchain tại Việt Nam gặp một vài khó khăn trong việc tiếp cận về thứ nhất về vốn, hoặc là khi mà họ xây dựng những cái doanh nghiệp ở tại Việt Nam thì những cái đầu tư chưa được công nhận chính thức. Bộ Tài chính cũng đang làm việc với các chuyên gia, các nhà đầu tư, tổ chức để lấy ý kiến hoàn thiện một khung khổ pháp lý về tài sản số. Đây là một trong những bước đi để hiện thực hóa chỉ đạo của chính phủ về việc xây dựng bộ khung pháp lý để quản lý tài sản ảo vào tháng 5 năm 2025. Anh Huy ơi, bên cạnh những thách thức về khung pháp lý thì Châu Giang thấy là công nghệ này nó vẫn còn đang khá là mới, không có quá nhiều người biết và hiểu về nó. Có phải không anh Huy? Chính xác. Thực ra thì bài toán nguồn nhân lực đang là một vấn đề đặt ra cho sự phát triển của blockchain tại Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng nghe thêm những chia sẻ từ phía các chuyên gia nhé. Nguồn nhân sự dồi dào, nhưng những nguồn nhân sự thực sự chất lượng trong ngành là vẫn còn đang thiếu. Lý do là tại vì những cái môn học như là về blockchain hoặc là những về công nghệ mới chưa được áp dụng một cách rộng rãi ở trong các trường đại học, cũng như là đào tạo được những cái nguồn nhân lực gọi là thật sự chất lượng cao. Chúng ta phải thúc đẩy thị trường nhân lực, đấy là một trong những hoạt động đầu tiên. Không phải chỉ có một thị trường về lập trình, nó là một thị trường về ứng dụng, thị trường về nhận thức đối với các chủ doanh nghiệp, và thị trường về làm chính sách, hoạch định về cạnh tranh quốc tế đối với lợi ích quốc gia. Thay vì là chúng ta nhìn đây là một cái vấn đề khó khăn thuần công nghệ, mà phải nhìn nó dưới mức độ triết lý, mức độ ứng dụng đa chiều. Viện công nghệ blockchain cũng như là AI cũng đã có rất là nhiều những kế hoạch
bao gồm là xây dựng khung giáo trình chuẩn cho các học viên để trong tương lai để có thể xây dựng những cái để có thể đào tạo được cái nguồn nhân lực chất lượng để hiểu biết về công nghệ blockchain và AI. Anh Huy ơi, hôm nay cho Giang đã biết được rất nhiều thông tin không chỉ là về tài sản số mà còn là công nghệ blockchain nữa. Nhưng mà cho Giang thấy rằng là để phát triển cái lĩnh vực này ở tại Việt Nam thì nó vẫn còn đang khá là gian nan. Chính xác. Thực tế thì tuy là có rất nhiều triển vọng, nhưng tài sản số và công nghệ blockchain tại Việt Nam thì vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn. Hy vọng trong thời gian đến thì chúng ta sẽ có thêm nhiều giải pháp để có thể tận dụng được tiềm năng to lớn từ lĩnh vực này. Và đến đây thì chương trình Nhịp Sống Số cũng xin được phép khép lại. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Và quý vị hãy nhớ theo dõi Đà Nẵng TV trên những nền tảng số nha.